Không, con này không không mà. Không không mày biết vỉa lái được. Nhưng mà cũng rất là may mắn. Tình hình tai nạn là cũng rất là may mắn là không bị thương tích gì rồi. Không thiệt hại chắc có hư mất cái vành xe máy thì. Xe hên là xe bìa lái được nên rất là may. Anh tầm có khoảng 10 mét. Xe phanh từ đây và xe máy đổ ở kia. Bây giờ rất là nguy hiểm.
thôi nha mọi người, Tết nói chung là Tết sắp tới rồi, mọi người ra đường đi phải hết sức cẩn thận. Chào các bác nha.